Kim cương được tạo ra từ nguyên tố nào? Kim cương là một trong những dạng thuộc hình của nguyên tố carbon. Viên kim cương đắt nhất thế giới có tên là gì? Cullion. Giá của viên cullion là bao nhiêu? Giá của viên cullion khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. 2 tỷ đô đổi ra tiền Việt Nam là bao nhiêu? 2 tỷ đô la Mỹ như tính bình giá hiện tại đổi ra tiền Việt Nam vào đâu đó khoảng 46.000 tỷ đồng. Với lương của Cristiano Ronaldo thì bao lâu mới mua được viên cullion? Mức lương hiện tại sau thuế của Cristiano Ronaldo là khoảng 29 triệu đô một năm. Như vậy tính ra, anh ta phải mất khoảng 69 năm sẽ mua được viên kim cương cullion. Vậy, lương của thầy thì mất bao lâu? 333.333 năm. 333.333 năm. Thì mua kim cương đâu có khó, quan trọng là chúng ta có thời gian thôi. Đấy.